Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chương trình hộ trì chánh pháp trân trọng kính chào liệt quý vị. Kính thưa liệt quý vị, chúng ta từng nghe Đức Tổ Sư có nói rằng tỳ ni tạng trụ và Phật pháp cứu trụ. Tỳ ni tạng chính là giới luật, tạng giới luật được học hỏi, được truyền trao, được nghiêm trì thì lúc bây giờ thọ mạng của Phật pháp sẽ tồn tại cao đẹp và lâu dài trong cuộc đời này. Cho nên nói tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cứu trụ. Và để góp phần giúp cho tỳ ni tạng được luôn quan tâm thọ trì học hỏi và mong mỏi Phật pháp được trường cửu nơi thế gian này. Chúng tôi vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Đại học Sakya Buddha, chúng tôi sẽ long trọng tổ chức đại giới đàn mà chúng tôi đã xin phép Hòa Thượng Chứng Minh ban cho tôn hiệu đại giới đàn năm nay, đó là đại giới đàn Sakya. Đại giới đàn Sakya này được tổ chức với tất cả các loại đàn giới, giới lớn như là giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, giới thức Soamana, giới Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia, giới sa di, sa di ni, phát nguyện thọ thập thiện nghiệp đạo, và bên cạnh đó phát nguyện thọ thọ trì tam quy ngũ giới. Nói chung là tất cả các loại thánh giới của Như Lai sẽ được truyền trao đầy đủ ở trong đại giới đàn vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Hôm nay chúng tôi xin long trọng công bố thông tin này trước ngày thọ giới khá xa để cho các vị xa gần biết được thông tin này. Các vị có thể chuẩn bị tinh thần, chúng ta lễ sám, chúng ta học luật, chúng ta học giáo nghĩa căn bản và chúng ta tiến tới ghi danh để chúng ta sẽ thọ ở trong đại giới đàn này. Đại giới đàn này chúng tôi cung thỉnh các bậc trướng thượng giới đức cực kỳ trang nghiêm. Chúng tôi biết ở trong tăng vị nào trang nghiêm mà vị nào có thể sinh giới thể cho chúng ta được. Và chúng tôi cần cầu cung thỉnh cả hai đàn hòa thượng đàn đầu tăng và hòa thượng đàn đầu ni, cũng như là tam sư thất chứng cho tăng cho ni, tứ vị dẫn thính, rồi nội đàn ngội hộ, tá hữu giám đàn, tất cả chúng tôi đều chuẩn bị đầy đủ hết, thưa liệt quý vị. Và do vậy mà chúng tôi mong mỏi rằng trong thông tin này là một thông tin quan trọng cho tất cả các vị xuất gia cũng như các vị tại gia. Ví dụ như các vị tại gia mà chúng ta thấy trước đây chúng ta thọ giới, trong cái tinh thần thọ giới của chúng ta chưa có được phát nguyện một cách chín chắn, hoặc giả chúng ta dự trong một cái lễ truyền giới sơ sài mà tâm chúng ta không có khởi lên vô biểu sắc một cách trọn vẹn. Do vậy cho nên đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể là thính thọ lại cho giới đức của chúng ta nó được hâm hưởng, được trang nghiêm. Cũng như là các vị xuất gia, nếu như chúng ta chưa thọ giới thì chúng ta cũng nên là phát nguyện thọ giới, lễ thầy lễ tổ, chúng ta cầu thỉnh được phép đi tham dự ở trong đại giới đàn này. Trong đại giới đàn này đó là một cái mùa mà chúng tôi tổ chức hết thảy tới 9 ngày với nhiều cái chương trình rất là tuyệt diệu, mà chúng tôi hôm nay chỉ có xin gói gọn thông báo rằng đại giới đàn Sakya sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Một lần nữa xin long trọng phổ cáo thông tin này với tứ chúng, mong các vị lưu tâm để chúng ta cùng nhau tham dự, giúp cho tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cứu trụ. Trân trọng cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.